nhân đây thì anh cũng muốn gửi đến em lời cảm ơn sâu sắc nhất từ cái tâm của anh. Luôn bên cạnh em, vì điều đó mình mạnh mẽ hơn, vượt qua tất cả. Cảm ơn anh đã ở bên cạnh, chịu đựng cái tính ương bướng của em. Khi mà em cáo gắt tất cả mọi thứ, mọi chuyện xung quanh em hay trút vào anh. Em cũng muốn xin lỗi anh. Và em mong tình cảm này bây giờ, sau này và mãi mãi, mình sẽ là những người tri kỷ của nhau. Đây là món quà của chương trình Giải Mã Tri Kỷ gửi tặng đến anh và bạn Ngân. Và chương trình mong là chúng ta sẽ là những người bạn thật tốt với nhau, luôn chia sẻ buồn vui cũng được, bực bội cũng được, nhưng mà chúng ta sẽ luôn nói cho nhau biết chúng ta đang muốn gì và chúng ta cùng hướng tới một điều gì. Cảm ơn anh, cảm ơn bạn Ngân đã đến với chương trình. Cảm ơn Khả Như, cảm ơn Giải Mã Tri Kỷ rất là nhiều. Khả Như một lần nữa cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Giải Mã Tri Kỷ. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Sen Vàng thực hiện, được phát sóng vào lúc 19:15 thứ ba hàng tuần trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1. Còn ngay bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.